Chị cho em hỏi cái đường của quận 4 á chị. 200 mét nữa sẽ trái tại cầu Ông Lãnh. Đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy một cây cầu nhỏ. Nhưng đừng lên cây cầu nhỏ mà đi cái đường to dưới chân cầu. Dạ. Đi thêm 100 mét nữa sẽ thấy một cây hau tèo. Kế bên cây hau tèo có một nhà vệ sinh công cộng. Nếu có nhu cầu vào đấy đi một lát. Dạ. Rồi ra chỉ tiếp. Đi xong rồi ra đi thêm 50 mét nữa sẽ thấy đường Huyền Trân Công Chúa. Rẽ trái đường Huyền Trân Công Chúa, ở đấy có rất nhiều cái ngành. Mấy cái đó em không cần đâu chị ơi. Trai ngành. Dạ em cần chị. Chơi xong rồi ra đi tiếp 50 mét nữa. À không, tao chỉ hơi lố, lùi lại giúp tao 49 mét. Dạ. Sẽ thấy một chú bán hủ tiếu bên tay phải. Vào đấy kêu một tô hủ tiếu ăn nếu như mày thấy đói. Hủ tiếu ở đấy rất ngon và rẻ. Chị, em nói nghe nè chị. Em hỏi đường quận 4 á chị. Tao chỉ tới đâu rồi nhỉ? Thấy cái khúc mà ông bán hủ tiếu á. À, vào đấy hỏi chú hủ tiếu đường qua quận 4 ở đâu chứ tao cũng không biết nữa. Trời đất ơi, mày rảnh quá bà nội. Không biết mà làm cái đúng rồi vậy. Mày đang làm chị Google nữa. Bỏ cho mày.